9 năm làm một Điện Biên, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng. Kính thưa quý vị, 70 năm đã trôi qua, nhưng tinh thần quyết chiến, quyết thắng, quật cường, hiên ngang của những người lính chiến sĩ Điện Biên năm xưa vẫn còn trong hơi thở của thời đại. Cả một thế hệ với đôi chân trần, nhưng đối mặt với kẻ thù bằng chí thép, vượt qua mọi gian nan, đạp bằng mọi thử thách, sẵn sàng chôn thân làm giá súng, lấy thân mình lấp lỗ châu mai, khiến đội quân viễn chinh hùng hậu phải khiếp đảm, cúi đầu khuất phục vô điều kiện. Đảng ta cũng đã nhận định, chiến thắng Điện Biên Phủ đã ghi vào lịch sử dân tộc như một bạch đằng, một chi lăng, một đống đa của thế kỷ 20, và đi vào lịch sử thế giới như một mốc son chói lọi, đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân. Giữa những ngày tháng năm lịch sử, chúng tôi tự hào được trở về với mảnh đất Điện Biên anh hùng để lắng nghe những mạch nguồn lịch sử với những ký ức hào hùng nhưng vẫn còn sống mãi, và để được thấy một Điện Biên đang phát triển đi lên, dần trở thành trung tâm du lịch của tiểu vùng Tây Bắc, vươn mình kiêu hãnh giữa gió núi đại ngàn. Cả dân tộc Việt Nam đã làm nên thiên sử vàng oanh liệt, đi vào lịch sử nhân loại với cuộc kháng chiến trường kỳ 3.000 ngày không nghỉ. Chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng của nhiều yếu tố, trong đó yếu tố vô cùng quan trọng, đó là nghệ thuật quân sự đỉnh cao của cách mạng Việt Nam. Đó còn là ý chí của cả một dân tộc, thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Năm nay là tôi 95 tuổi. Trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, tôi là chủ nhiệm chính trị trung đoàn. Tôi là Nguyễn Thị Điểm, sinh năm 32, phó bí thư đoàn Thanh niên Cứu Quốc. Họ là những người con trai, con gái, đẹp hơn hoa hồng, cứng hơn sắt thép, dũng cảm tham gia trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Tự mình quốc, mang búa chim đi đấy, đào hào, thế xong rồi xẻ núi, rồi rổ gốc cây đi. Cứ làm 4 mét thật dài, đá nó vào, gãy chân, gãy tay, bây giờ thì không may quốc vào nhau, khổ lắm. Chúng tôi hành quân từ Phú Thọ mà lên đến Điện Biên Phủ mất một tháng, mệt mỏi, khó khăn, vất vả vô cùng. Vì mỗi một hộp pháo tới hàng trăm người kéo lên cái dốc như thế, nhích từng bước, trung đội, đại đội hô khẩu lệnh cho anh em, 1, 2, 3 nào cái cứ hô như thế, thì lúc đầu còn hô được tiếng, không nói ra được nữa. Phải làm cái mõ, cốc, cốc, cốc một cái thì lại nhích lên một tí. La principal force de nos armées réside dans le moral, dans l'esprit combatif du soldat et dans le soutien illimité de la population. Et puis, dans la technique. Đó là những chia sẻ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được lịch sử minh chứng với dấu ấn của ông trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Đại tướng Võ Nguyên Giáp được Bộ Chính trị giao trọng trách làm Tổng Tư lệnh, trực tiếp chỉ huy chiến dịch này. Phương châm tác chiến ban đầu của ta là đánh nhanh, thắng nhanh. Thế nhưng, ngày 26 tháng 1 năm 1954, Đại tướng đã thực hiện một quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời chỉ huy của mình. Đó là từ đánh nhanh, thắng nhanh sang đánh chắc, tiến chắc. Vì những lá ngụy trang nó bắt đầu khô héo, ta chưa kịp dừng lại, thì kéo ra. Nó rà soát, tìm được cái đường tiêu phong. Cho nên suốt ngày đêm pháo nó bắn vào những con đường tiêu phong và máy bay nó ném bom, cả bom nắp bàn. Cho nên anh em nhiều lúc phải hy sinh cứu pháo là như thế. Bắt đầu đi là hộ phát, mỗi người cái áo mưa, nếu mà chết thì người nọ bọc cho người kia. Rồi lúc bây giờ không biết nó ra sao. Bác Hồ bảo không thể làm mất nước, phải tự do, thì chúng mình cố lên. Họ là một trong nhiều những con người bình dị mà anh dũng ấy đã làm nên những trang sử chói lòa. Cho nên Bác Hồ dùng cái từ là điện chiến thắng Điện Phủ là một cái mốc son bằng vàng trong lịch sử dân tộc mình. Thanh niên ngày nay cần phải có cái nhìn nhận đúng đắn thì cái bài học giá trị của lịch sử Điện Biên Phủ ấy nó vẫn có giá trị. Quyết tâm, tin tưởng và khắc phục mọi khó khăn để tiến lên. Đấy là cái lời nhắn nhủ cao nhất đối với nước tự nhiên, không phải là chỉ là ca ngợi mà chính là học tập những cái điều gì tốt đẹp nhất.
Đó là lời dặn ý nghĩa của thế hệ mà 70 năm trước đã tạo ra chiến thắng lịch sử. Đây là chiến thắng góp phần quyết định kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trường kỳ, anh dũng của quân và dân ta, và là một trong những mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh giữ nước của dân tộc Việt Nam. Những ký ức Điện Biên vẫn còn sống mãi, đặc biệt là trong trái tim và khối óc của những người lính năm xưa. Xin được giới thiệu cùng quý vị khán giả đang theo dõi Chuyển động 24 giờ ngày hôm nay một vị khách mời đặc biệt, đó là Đại úy Phạm Đức Cư, trợ lý tham mưu, binh chủng phòng không pháo cao xạ 367 trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Xin được cảm ơn bác rất là nhiều đã tham gia Chuyển động 24 giờ ngày hôm nay ạ. Bác có thể giới thiệu thêm gì cùng với quý vị khán giả về nhiệm vụ của bác cùng với những đồng đội của mình trong chiến dịch Điện Biên Phủ ạ? Đơn vị chúng tôi như vậy là khi nhận được lệnh là kéo pháo từ biên giới Việt Trung lên Điện Biên Phủ này thì chúng tôi là rất bí mật. Nhiều người dân công hỏa tuyến rồi đi cùng trên đường họ cứ hỏi thì chúng tôi chỉ nói là chúng tôi kéo con voi đấy. Thế đây là khẩu pháo 37, nó nặng 2,4 tấn mà chúng tôi phải kéo pháo bằng sức người qua cái dãy núi Pha Phú Sông đấy. Nó cao 1.150 mét và rất nhiều dốc ngang dốc dọc, rất nguy hiểm. 9 ngày đêm thì chúng tôi mới kéo được qua 14 cây số vào chiếm lĩnh trận địa và cơ động để chiến đấu với không quân của địch, bảo vệ cho bộ binh ta tấn công vào các vị trí của địch. Và tại Bảo tàng Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ ngày hôm nay, nơi chúng tôi đang có mặt, cũng có rất là nhiều những kỷ vật mà bác Cư đã trao tặng lại cho bảo tàng. Và ngay bây giờ thì không biết là bác Cư có thể rất hạnh phúc đi xem lại những kỷ vật đó có được không ạ? Vâng ạ. Đây đến, có khi đến nơi rồi đây này. Đây rồi, nó đây rồi. Đây là những cái kỷ vật mà trong thời kỳ tác chiến ở chiến dịch Điện Biên Phủ suốt 56 ngày đêm. Cái thứ nhất là cái xác cốt là bằng da của Liên Xô, luôn luôn là có tài liệu bên trong. Tài liệu ghi chép hàng ngày hàng giờ tác chiến ở đây như thế nào và các trận địa và của các đơn vị bạn có gì cũng là ghi vừa để vào đây hết. Và đây là cái tấm vải dù để ngụy trang cho cá nhân để khỏi lộ mục tiêu. Cái dù hoa này thì nhìn giống lá cây nên là ngụy trang rất là dễ, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, không phát hiện được. Trong chiến dịch Điện Biên này ấy, là quân Pháp thả xuống lòng chảo Điện Biên này 30.000 cái dù. Thả xuống là vũ khí này, đạn dược này, rồi thì lương thực này, thực phẩm này, thuốc men này. Khi mà chúng tôi mà phát hỏa lên thì chúng sợ đạn của pháo cao xạ chúng phải bay cao. Thì chúng thả xuống lòng chảo Điện Biên này 30.000 cái dù thì chúng chỉ nhận được có 1/3 thôi. Còn 2/3 là bay ra ngoài. Là vì bay cao thả dù gió đẩy ra ngoài thì quân ta đấy, bộ đội ta đấy lại lấy được rất nhiều đồ đạc rồi súng đạn các thứ là chúng ta lấy đến nửa cái thời gian chiến dịch ấy, thì chúng tôi lại vớ được rất nhiều đồ để coi như ăn. Phải nói là ngày hôm nay khi mà đến trực tiếp với Bảo tàng Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ, được lắng nghe những câu chuyện của bác Cư và đặc biệt là những kỷ vật vẫn còn ở đây, thì chúng con thế hệ ngày hôm nay được hiểu nhiều hơn nữa về những năm tháng hào hùng của cả dân tộc. Cũng xin được bật mí với quý vị khán giả là bác Cư năm nay đã 94 tuổi rồi. Chúng con phải cảm ơn bác rất là nhiều, cũng đã dành thời gian và cả sức khỏe của mình để đến cùng với Chuyển động 24 giờ ngày hôm nay. Và đặc biệt là trên ngực áo của bác có rất là nhiều những huân huy chương khác nhau, nhưng con tin có một niềm tự hào rất lớn, đó chính là huy hiệu chiến sĩ Điện Biên. Tiếng kèn harmonica đã gắn liền với chiến dịch Điện Biên Phủ, vang lên tại cứ điểm đồi C1 vào những ngày ác liệt nhất của chiến dịch. Bản nhạc da diết đã gợi lên nỗi nhớ nhung tâm tư và làm sa sút tinh thần của địch. Tiếng kèn địch vận nằm trong chủ trương binh địch vận kết hợp với tác chiến trở thành một trong 3 mũi giáp công góp phần đi đến thắng lợi cuối cùng. Trong 56 ngày đêm của chiến dịch, các chiến sĩ đã thực hiện nhiều phương thức địch vận sáng tạo, hiệu quả mà người Pháp không thể ngờ tới.
Giai điệu bài hát One Day When We Were Young đã vang lên tại cứ điểm lối C1 vào những ngày ác liệt nhất của chiến dịch Điện Biên Phủ. One Day When We Were Young, ca khúc cổ điển nổi tiếng thập niên 40 tại châu Âu, bài hát đã gợi lên nỗi nhớ quê nhà của kẻ địch đang bị bao vây trong những chiến hào tăm tối. Bản nhạc được chơi bởi một sĩ quan pháo binh quân đội nhân dân Việt Nam. Trong giai đoạn tiến công thứ hai của chiến dịch, Tổng cục Chính trị có cử một tổ công tác địch vận mang máy và loa xuống trận địa cối Tam Bốt của đại đội tôi, bố trí cách đồi C1 là 400m. Thì tình cờ thì các anh hỏi tôi: "Ồ, các anh có thổi được kèn Amo đi khác không?" Tôi bảo có, các anh ấy bảo: "Ôi, thế thì hay quá, thổi." Bài đầu tiên tôi hỏi là vì nhân dân quên mình của Doãn Nho. Sau khi cái ngày thứ nhất phát ra thì nó bắn ghê lắm. Đến ngày thứ hai có cái bài mà chúng tôi cũng thuộc lõm bõm thôi, mà tiếng Anh lúc đó gọi là One Day đấy. Thế thì chúng tôi thổi cái bài đó. Thì đến ngày thứ ba thì cái tiếng súng im dần, và dần dần hầu như là nó đã im lặng. Cuốn sách Thung lũng cuối cùng, trích lời nhà sử học Pháp Pierre Rocon cho biết, từ giữa tháng 3 năm 1954, quân đội viễn chinh Pháp tại Điện Biên Phủ bắt đầu nghe thấy âm thanh từ hệ thống loa đặt khắp nơi trên trận địa với những lời kêu gọi đầu hàng bằng tiếng Việt, Pháp, Đức, Ả Rập, và âm nhạc được phát liên tục ngày đêm. Đó là một trong nhiều phương thức tác chiến mà quân đội nhân dân Việt Nam đã sử dụng trên mặt trận đấu tranh tâm lý với đối phương. Ta lại làm công tác địch vận, nói rõ cái thế là các anh nhất định là thua rồi, anh đã bị bao vây rồi, rồi đầu hàng đi. Chính phủ Việt Nam rất có sách rất khoan hồng. Về phương thức hoạt động, có lẽ cũng chưa có một cái chiến dịch nào mà phương thức hoạt động của công tác binh vận nó phong phú, nó đa dạng, nó có chiều sâu như là trong chiến dịch lịch sử Điện Biên. Bên cạnh các cái phương tiện loa thì lại còn sử dụng một cái hình thức nữa, tức là thông qua các cái tuyển đơn. Thứ ba của cái công tác tuyên truyền cổ động đó là gì? Tờ báo xuất bản ở mặt trận. Tôi cũng nhiều lúc cũng tự hào và cũng cảm thấy vừa vinh dự. Ngoài cái việc mình chiến đấu ra thì mình lại còn được thêm cái nhiệm vụ là tham gia làm công tác địch vận. Đánh mà thắng địch là giỏi, không đánh mà thắng địch càng giỏi hơn. Không đánh mà thắng là nhờ địch vận. Đó là tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác binh địch vận, và cũng thể hiện một chủ trương rất nhân đạo của quân đội nhân dân Việt Nam. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, chủ trương binh địch vận đã được kết hợp với tác chiến, trở thành một trong ba mũi giáp công, góp phần không nhỏ đưa đến thắng lợi cuối cùng của quân và dân ta. Sau chiến thắng lẫy lừng, nhiều chiến sĩ bộ đội, thanh niên xung phong và nhiều người dân thủ đô đã quyết định ở lại với mảnh đất này để tiếp tục dựng xây Điện Biên trên mặt trận sản xuất, nông nghiệp, lâm nghiệp như cánh đồng Mường Thanh nơi tôi đang có mặt ở đây. Nhờ vào sự đóng góp to lớn của quân và dân đã trở thành mảnh đất trù phú với nhiều những sản vật nổi tiếng. Và cùng với đó là kinh tế, văn hóa và du lịch đang từng ngày phát triển, làm thay ra đổi thịt chính mảnh đất nơi đây. Sau 70 năm, mảnh đất Điện Biên đã khoác lên mình màu áo mới, ngày càng thay ra đổi thịt, kinh tế xã hội ngày càng phát triển. Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Điện Biên, dựa trên 3 trụ cột chính: du lịch lịch sử văn hóa, du lịch sinh thái, khám phá cảnh quan thiên nhiên và du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, chăm sóc sức khỏe. Phấn đấu đến năm 2030, du lịch đóng góp trên 10% GDP của tỉnh. Đặc biệt, năm nay, năm du lịch quốc gia Điện Biên 2024, kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, dự kiến đón 1,3 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt 2.200 tỷ đồng. Đây là một cơ hội để tỉnh Điện Biên kích cầu cho du lịch và đảm bảo cho sự tăng trưởng của du khách, tăng cường đầu tư các cái sản phẩm du lịch, cải thiện một bước về hệ thống kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng lưu trú để phục vụ cho du khách. Những bản làng phát triển mô hình du lịch homestay ngay trong thành phố với những nét văn hóa đặc sắc của chính dân tộc mình. Từ bắt đầu mở homestay, nói chung là tất cả vợ chồng của mình nói chung là thay đổi hoàn toàn. Từ cách giao tiếp, ăn ở, đường xã luôn luôn phải sạch đẹp, trồng cây xanh như phủ các đường thôn bản. Hơn 100 thành viên, người lớn tuổi nhất ngoài 70, trẻ nhất chưa tới 20 của câu lạc bộ văn hóa Thái thành phố Điện Biên Phủ
họ đang nỗ lực giữ lại những nét văn hóa truyền thống của cha ông. Câu lạc bộ là tập hợp lại mọi người để gìn giữ cũng như là cái bản sắc văn hóa, cái phong tục tập quán của dân tộc mình. Câu lạc bộ cũng thường xuyên biểu diễn ở sự kiện của tỉnh nhà để thu hút khách du lịch. Theo sử sách, Điện là vững, Biên là biên giới, Điện Biên là biên giới vững vàng. Tên gọi huyền thoại đã ghi vào lịch sử dân tộc một bản thiên anh hùng ca bất hủ. Một địa danh đã từng làm lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu và sẽ viết tiếp những trang tươi đẹp về cuộc sống hòa bình, nơi sinh sống của nhân dân 19 dân tộc anh em.